huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch. Đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để tập hợp sức mạnh, sự đồng lòng của người dân trong cuộc chiến với COVID-19. Cùng với các hội đoàn thể khác, Hội viên Cựu chiến binh là một trong những lực lượng hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng dịch tại các khu dân cư. Đây là một điểm chốt trên địa bàn quận Thanh Khê. Từ những ngày đầu thiết lập, Hội viên Cựu chiến binh đã tình nguyện tham gia trực chốt để luân phiên thay ca cho các lực lượng khác. Mỗi Hội viên Cựu chiến binh xác định rằng, việc đảm bảo an toàn cho địa bàn khu dân cư vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ của người lính Cụ Hồ khi về với đời thường. Khi tham gia trực chốt, chúng tôi kiểm tra những người đi lại và có giấy tờ trước khi vào và trước khi ra, phát huy giống như là một người bộ đội Cụ Hồ khi chiến đấu và làm hết nhiệt tình, hết trách nhiệm của mình. Trong những đợt xét nghiệm tại tổ dân phố, Hội viên Cựu chiến binh cũng có mặt từ sớm để hướng dẫn bà con tuân thủ quy định, đảm bảo giãn cách trong khi chờ đến lượt lấy mẫu. Tận tình, trách nhiệm, sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân. Vận động tốt công tác tư tưởng các đồng chí là chi hội trưởng, đặc biệt là lượng cốt cán của chiến binh, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch, đặc biệt là phong trào thi đua đặc biệt của Thủ chính phủ, của Hội Minh thành phố, của quận là đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19 với tinh thần là chống dịch như chống giặc. Hiện nay trên địa bàn quận thì tổng số thì hội viên ấy là đang tham gia trong công tác phòng chống dịch này là hơn 500 cán bộ hội viên, chủ yếu là cấp phường, khu dân cư, tổ dân phố. Thì trong đó có hàng trăm hội viên đang tham gia trong các tổ phòng chống dịch COVID cộng đồng. Thì ngoài ra thì hội cũng đã vận động hội viên là tạo nguồn để hỗ trợ cho hộ cựu chiến binh khó khăn, rồi hộ dân nghèo tham gia vào việc giám sát thực hiện các cái chính sách hỗ trợ của chính phủ, của chính quyền các cấp. Hội viên Cựu chiến binh hầu hết đã ngoài 60, tuy nhiên mỗi khi có sự kêu gọi vận động của địa phương trong công tác phòng chống dịch, họ đều sẵn sàng hưởng ứng mà chẳng nề hà, quản ngại khó khăn. Trong thời gian thực hiện cái giãn cách xã hội theo cái quyết định 2788 của thành phố, thì hội viên Hội Cựu chiến binh dưới sự chỉ đạo của ban chấp hành của hội thì cũng đã tham gia tích cực vào các ban điều hành. Trong đó các đồng chí tham gia với nhiều vai trò khác nhau, đặc biệt là công tác đi chợ giúp dân, rồi tổ cung ứng lương thực thực phẩm, rồi tổ tuyên truyền, rồi cùng với lại các cái đồng chí đảng viên trên địa bàn tham gia nhắc nhở vận động tuyên truyền bà con nhân dân trong các kiệt hẻm. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến khó lường, hội viên của chiến binh vẫn thầm lặng đóng góp cho công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Với họ, bảo vệ bình an cho nhân dân giữa bất cứ thời điểm nào cũng đều là nhiệm vụ thiêng liêng.